Rồi chào mọi người nhá. Thì ngày hôm nay mình có nhận và xử lý một sản phẩm vang số SISO T3. Và hiện tại là sản phẩm này đang dính cái lỗi là mọi người sẽ quan sát đây là đang hiện là số 09. 09 mọi người nhá. Đó thì đây là một sản phẩm vang số hàng mới chứ không phải hàng bãi. Đó. Khi đi dính cái lỗi này thì vang của ta không hoạt động được. Có trường hợp thì sẽ bấm tay bấm reset nó vẫn loát reset nhưng mà có trường hợp thì mình sẽ bị đơ luôn. Đó, em cắm phần mềm này. Cắm phần mềm thì xem vừa loát trạng thái như nào. Có trường hợp thì khi dính lỗi 09 này cắm vẫn nhận phần mềm bình thường rất là nhanh nhưng mà hiện tại là đang loát một lúc xong là báo lỗi và phần mềm này là phần mềm chuẩn của máy nhá nhưng mà báo lỗi là không nhận đây này. Đó, và sinh ra cái lỗi này và trên cái sản phẩm này thì khi dính là làm cái lỗi 09 trên sản phẩm này là không phải do khách hàng là setup khi cái nồi máy tính bị mà là do trong quá trình sử dụng bị. Đó, và những cái trường hợp mã lỗi 09 trên những sản phẩm của SISO thì hoàn toàn có thể xử lý ok mọi người nhá. Đó, không riêng gì cái model SISO T3 này cả. Đó thì trên kênh mình đang rất là nhiều video rồi. Đó thì mọi thông tin chi tiết về sửa chữa hoặc là bảo hành các cái dòng sản phẩm vang số của SISO. Đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật mọi người nhá. Đó thì mọi người những ai mà chưa vào đăng ký kênh, nếu có xem được video này thì đừng quên vào đăng ký kênh. Cũng như là kích vào nút hình quả chuông thông báo ở góc phải ở dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.